không biết đó, là cái phương pháp mà chúng ta đang làm đây đó, là dùng cái chữ bấm quyệt cho mọi người dễ hiểu, nhưng thực ra nó không phải là bấm quyệt. Cái phương pháp này chính là y bao mạch, la medicine de cabinet. Nhưng mà chúng ta nếu mà nói về y bao mạch đó, ngay cả một số bác sĩ họ cũng không biết nên. Chứ không phải là ai cũng biết hết. Thành ra cái người mà không phải trong ngành y ấy, thì lại càng khó hiểu hơn. Do đó là chúng tôi phải sử dụng cái chữ bấm quyệt trong đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trong cái y mạch đó, là mục đích là làm sao cho mạch máu được lưu thông. Thì phương pháp của bà Huỳnh Thị Lịch đó là một cái phương pháp làm cho mao mạch được lưu thông. Do đó là trong cái điều trị của bà Huỳnh Thị Lịch đó, mà tác dụng nhất đó, là chữa được cái liệt và cái chứng là chân thấp chân cao. Và một số là cái giãn mao mạch ngoài vi của bà Huỳnh Thị Lịch giải quyết được những cái đó. Còn muốn đi xa hơn đó, thì bắt buộc là phải có một cái phương pháp kèm theo, nhưng mà phải cùng chung một cái cơ sở y mao mạch thì mới được. Và may mắn quá chúng tôi đã tìm ra cái phương pháp trường đá nóng dùng gan làm giãn mao mạch nội tạng. Và gần đây chúng tôi lại tìm ra một cái phương pháp nữa, đó là trường đá lạnh. Trường đá nóng đứng đây, còn trường đá lạnh. Và trường đá lạnh á, thì hôm nay á, bà cũng anh bà bị bệnh tim sinh, bữa nay là đỡ nhiều rồi, thì tôi cũng sẽ lại bổ sung thêm cái phương pháp mà dùng lạnh á, để chữa cái bệnh tim sinh của anh Đừng mà thời đại này bị nhiều á, đó là cái thuốc. Thì mọi người biết thuốc á, là thông thường á, là bản thân tôi là người bị thuốc và những người bạn bè bị thuốc, anh nên giờ rồi đi với tôi anh cũng bị thuốc. Mà khi mà bị thuốc á, thì mọi người biết rồi, khi mà nó lên cơn á, thì phải mất 2 đến 3 ngày thì mới ổn. Có những trường hợp thế này ở tuần lễ phải dùng thuốc. Nhưng vừa rồi á, là tôi chứng minh cho anh Linh thấy á, là anh Quốc đó là đi mặt xây ăn đồ biển còn nhiều, đi không nổi. Đêm đó là đi không nổi, sáng mai là nết cái chân đi. Tôi nói đi sao đi. Là cái khi mà trường đá đó thì khỏi ngay lập tức. Và mọi người sẽ thấy những viên thuốc không còn phải lo nữa. Và không cần uống luôn. Và nó cắt cơ luôn. Và nó cũng ổn định luôn. Và tôi nghĩ là ở đây á, là nếu như ai mà tham gia được á, thì nhớ nắm cái công thức này để giúp cho những cái người mà quen với mình. Tại vì ở đây mình ăn uống rồi nhiều, nhiều khi á là nhất là mấy ông rồi dậu rồi nhiều á, thì bị, thì chúng ta sẽ có cách để mà giải quyết. Bây giờ tôi mời mọi người xem cái phim, rồi xong chúng ta nghe báo cáo, rồi chúng ta bắt đầu học tiếp cái bài trong sáng nay. Sáng nay á, là chúng ta được tập nhanh cái bài khai thông và khai thông huyết mạch. Sau đó hướng dẫn cho mọi người bơm máu và chữa ù tai điếc tai. Thành ra là những người nào ù tai điếc tai chuẩn bị, những người bị rối loạn tiền đình, những người bị thiếu máu não là sáng nay học cái bài đó và chữa luôn. Ai bị bệnh đó là chúng ta học xong chữa luôn tại chỗ. Và mọi người biết là hôm nay là chúng tôi có gần 10 ly ở các nước về. Thành ra là rồi ở đây thì lại có khoảng độ chừng 5-7 người vậy đó, thì đủ để phục vụ cho cái lớp học rồi. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ có để cho người ta chữa mình, không phải điều đó, mà người ta hướng dẫn cho mình thật là tận tình. Bởi vì đó là một kè hai, một kè một chứ không phải ít. Thì mọi người nắm thật là vững cái đó rồi, thì để về sau này mình làm, rồi mình còn hỗ trợ những người trong cộng đồng nữa. Mọi người biết hôm nay đi trong đoàn thì gồm có một anh ở Mỹ, một anh ở Pháp, một anh ở ở Đức thì có 2 người, ở Slovakia có 2 người, rồi trong ở bên những người đó như vậy. Thì cái đu bì này đứng về chỉ cái gốc của đu bì thôi, và sau này chúng ta cũng sẽ tham gia cái đoàn quân quốc tế đó để giúp ở các nước nữa. Và nhiều nước chưa được mở rộng thì chúng ta là những người tiên phong trong tương lai. Bây giờ mời mọi người xem. Cái người ta dùng chì nhiều á,
là lý do nếu trong như cái màu sắc đó, mà dép đồ này nọ các thứ đó, hoặc là đẹp đi đồ các thứ đó, nếu mà có chì đó, thì cái màu sắc nó đẹp hơn. Và mọi người giờ thấy ở bên Việt Nam mình đó, là có cái nước mà rồng đỏ với O2 gì đó mà vừa rồi thông báo đó, là tại sao người ta bỏ chì không đó. Thì thực ra là khi có chì ấy, cái nước ấy, nó ngọt ngon hơn và cái màu sắc ở trong đó nó không bị biến đổi và nó được giữ lâu hơn, chứ không phải là ta thuốc mình đâu, nhưng mà vì lợi dụng bảo vệ cái món đó mà người ta phải làm những cái chuyện như vậy. Rồi trong thực phẩm của các thứ là chúng ta gần như là bị ô nhiễm hết rồi. Ở đây chúng ta còn đỡ, ở Việt Nam chúng ta gần như là bị hết. Rồi là tôi đi trên đường thì có một cái chị đó, chị đến, chị nói không có nữa, chị hay cũng đá là chị chết rồi. Chị ăn cá mà cá ở Phú Quốc đó nha, mà chị nói là nguyên đoàn bị ngộ độc. Thì mọi người biết đó là mặc dù nó miền Trung nó vẫn trôi vô tới Phú Quốc này, nó bị ảnh hưởng lớn tới mức độ vậy, chứ không phải có nghĩa là đơn giản đâu. Và nhờ trồng đá xong thì nó giải độc được. Do đó là cái đá của chúng ta là giống như một cái liều thuốc ấy, để cứu dân mình qua cái thoát khỏi cái tình trạng ngộ độc hiện nay, cũng như trúng độc rồi nhiễm độc chì rồi nhiễm độc của các thứ. Một lần nữa là tôi cũng nhắc nhở mọi người cố gắng là trường đá mỗi ngày, cũng như tôi ấy, từ khi mà một năm giờ rồi tôi đến đây ấy, là không có ngày nào tôi cũng trường đá, còn đến đây là bao giờ là đêm ngày tôi cũng đều trường hết, để mà mình thay đổi cái mình thanh lọc để thay đổi cái sức khỏe mình. Cái điều đó rất là quan trọng, mọi người xem tiếp. Cái điều mà rất rõ mà trước đây mình điều trị gần cả 7 năm trời, nhưng mà gan nhiễm mỡ, men gan cao, rồi huyết áp cao, rồi cholesterol trong máu cao, rồi tất cả những cái acid uric cao, mà cái giải quyết của thuốc không giải quyết được. Nhưng mà tôi trường đã liên tục trong vòng 5 tháng rồi đi làm xét nghiệm lại, tất cả trở lại bình thường. Và mọi người ở đây cũng vậy, khi mình trường sau 5 tháng thì mọi người đi xét nghiệm đi, thì tất cả những cái chỉ số đó nó sẽ trở lại bình thường hết. Đây là một cái điều cực kỳ ha, mà lạ lùng. Cho nên chúng tôi đặt cái cặp đá đó gọi là cặp đá diệu kỳ là như vậy. Và chúng ta có thể xem tiếp cái phần mà hướng dẫn cái cách đi trồng đá cho mọi người nắm. Mà mọi người thấy mấy em bị tự kỷ á, là nó năng động ha. Rồi mọi người sẽ thấy là khi mà tôi đi dạy cái lớp mà tự kỷ ở Hà Nội á, mà cho cái lớp dạy cho quốc tế, thì tất cả các em hầu như đều bị nhiễm độc chì. Mọi người không thể nào tưởng được. Mà nhiễm độc chì không phải là các em bị nhiễm độc đâu, mà các em nhiễm độc từ cha và mẹ. Do đó là cái chuyện mà cho các em bé mà trường đá đó là một cái điều rất là tối quan trọng. Chút xíu tôi sẽ nói cái phần đó sao. Và như vậy là cái nguồn gốc đá của chúng ta đó thì là một cái loại đá là từ núi lửa. Có nhiều người ấy, là nói Việt Nam là vì có núi lửa. Thực ra là núi lửa của mình là có lâu lắm rồi. Thì nếu mà mọi người không biết là mình có hay không ấy, mình lên Google ấy, mình hỏi coi núi lửa Việt Nam ở đâu, nó sẽ cho biết. Tại vì núi lửa mình là mới có đá, mà có cái đất để mà trồng cà phê đó, mà sở dĩ tốt là do nhờ cái đá núi lửa và đá đỏ đó. Thấy không? Thì còn gọi cái đá này còn gọi là đá ba sa. Thì cái đá này là để mà thực hiện đó, chúng tôi phải đi phân tích cái đá, và người ta đã khoan cái đá đó để xác định rằng cái đá này là từ một cái đá nguyên thủy mà làm ra. Vì hiện nay á, là tức cười lắm, ở trong Sài Gòn á, là những cái loại đá là tôi không biết. Thì họ nói là mua ở Ấn Độ, người thì nói mua ở Brazil, đem về để mà bán.
nhưng mà thực sự tất cả có nguồn gốc từ Trung Quốc hết. Và Trung Quốc ấy, thì họ sai bột ra, họ đóng cái viên trong thời và cũng chắc cứng như vậy. Nhưng mà đứng về nguyên tắc ấy, thì sẽ thấy rằng là đá đó, mọi người sẽ thấy ở trong đây cái thành phần mà nhiều nhất ấy, chính là thạch anh. Cái gốc nó tới 4% trong cái viên đá đó. Mà trong thạch anh ấy, là một cái tinh thể mà nó có là âm có dương đàng hoàng. Nhưng mà nếu chúng ta sai, chúng ta sẽ thấy cái gì? Ở đây là nãy cái xét nghiệm tôi làm ở viện đá quý, còn ở đây là làm của viện khảo cổ học của viện Hàn Lâm Việt Nam. Thì chúng ta sẽ thấy cái thành phần ấy, là về gamma, uranium, rồi tất cả các cái thành phần này ấy, nó rất có lợi cho cái cơ thể chúng ta. Do đó mà tại sao ấy, là cái đá nó có tác dụng dùng mà giải độc ấy, mà nó mạnh như vậy, tại nó có những cái thành phần cần thiết để mà giúp cho cơ thể chúng ta. Mà những cái chất khác cũng có, giống như nấu nước nóng hay là làm mấy cái gen rồi để mà làm cho nóng ấy, thì thực ra là nó không có kết quả như đá mà chúng ta làm. Hoặc là có những người ấy, người ta nói rằng là đá là đi lá củi làm cũng được. Cái đó là chúng ta chú ý, tại vì riêng cái đá này ấy, là cái độ mà giữ nhiệt nó rất là lớn. Còn cái những cái đá kia nó không có hiệu quả. Có một lần đó là chúng tôi tôi dạy năm rồi, tôi dạy Trần Liên đó, thì có một cái chị đó, chị nói là tại sao mà mọi người trồng đá ai có kết quả mà tôi không có kết quả, kiện thôi. Thì cuối cùng có bà kia nói là bà đâu có xài đá mua đây đâu, mà bà lại đi mà lộn về biển á, rồi về phải trồng. Còn mấy con khoe đó lộn một cục mấy ký nữa. Nhưng mà mình ở đây 700 gram cục, mình muốn chết rồi, bà ôm mấy ký trong bụng. Do đó là ý tôi nói là cho mọi người hiểu cái nguồn gốc đá là một điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng ta làm thì kinh nghiệm của tôi ở cái lò vi sóng của anh chị Minh Hoa để sẵn đó, đó chút xíu chúng ta ai cũng muốn thử nghiệm chúng ta sẽ làm. Và sử dụng lò vi sóng là tôi thấy tốt nhất, và tôi để là 800W trong vòng 5-6 phút. Tôi nha, còn mọi người để chừng 3 phút thôi rồi nâng dần lên và chúng ta đặt đúng cái ga thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả kỳ diệu xảy ra. Thì cái kết quả mà kỳ diệu cỡ nào thì chút xíu những người đã dùng cả năm nay rồi sẽ báo cáo cho mọi người nghe. Tôi đó là và phải đi đến, tôi phải đến xưởng, tại vì đá là tôi đi mua đá tảng rồi bỏ lên xe rồi trở về, tôi đi trở về ngoại thành Hóc Môn á. Chứ còn này nó không cho cắt ở trong thành phố, rồi cắt ra rồi mài để cho mọi người thấy cái công nghệ của nó, là cái công việc làm cái viên đá ra là không có đơn giản. Còn nếu mà làm cho đơn giản mà mọi người mua trên mạng á, rẻ lắm, không có nhiều tiền. Còn đá này người ta làm thủ công, mọi người sẽ thấy một cái viên đá làm không có đơn giản, để mọi người thấy cái này ha, tôi cho mọi người xem. Chúng tôi chở là 10 tấn đá từ Tây Nguyên về và cắt ra và mài. Cuối cùng mọi người thấy là cái số đá là bỏ bị rất nhiều. Rồi chưa nói những đá là nó hơi bị lỗi á. Thật ra là đá đây chúng tôi là thường là đá là tốt, nó nguyên quẹn hết. Còn lỗi là chúng tôi bỏ hết. Và anh em ở xưởng á là đề nghị thôi thầy đừng có đập bỏ. Tại vì tôi là tôi biểu đập bỏ hết. Đây không để cho những cái hàng phế phẩm lọt ra bên ngoài. Thì anh em nó không cứ để cho lót đường chơi cho đẹp. Người ta cũng mới để đá vậy để mọi người thấy á, để có được một cặp đá là cả một cái công trình. Không như đơn giản như chúng ta tưởng. Rồi. Bây giờ là cũng như mọi người thấy á, là ban đầu từ một cái cục đá mà làm giải độc, rồi từ một cái cục đá mà có thể để làm cho cái thành phần ở trong cơ thể mình trở lại bình thường. Thì chúng tôi lại tiếp tục phát hiện trong cái quá trình đó, tôi nhắc lại chút xíu sau khi ấy, mà tôi báo cáo cái đề tài xong ấy, thì mọi người báo cáo cái chuyện của mình mà kết quả sau một năm mà trồng đá đó một cách trung thực. Chúng tôi không cần mọi người nói cho hay, mà chỉ cần nói trung thực, và chính cái trung thực đó để giúp cho những người sau này là một cái bài học. Và cũng như tôi nói là ở đây là chúng tôi phát hiện được cái nhiệt liệu pháp tức là thermotherapy và hàn liệu pháp tức là cryotherapy. Và từ cái chuyện mà giải độc đó mà lại phát hiện thêm những vấn đề khác nữa.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Trì Liên Tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.